Chào anh chị và các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay tiếp tục mở hộp và giới thiệu cho anh chị và các bạn xem một cái ấm xét thuốc Fujika có model là Ebri Seka 33. Dung tích là 3 lít, công suất là 450W và chất liệu của nó là bằng gốm sứ. Đây là hàng chính hãng, được bảo hành trên toàn quốc là 12 tháng nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem mẫu mã nó như thế nào. Ở đây thì mình có 3 màu, cho nên là mình sẽ mở 3 màu ra cho các bạn xem. Đây các bạn, hiện tại thì bên mình có 3 màu. Màu vàng, màu đen và màu đỏ. Tất cả đều bằng gốm sứ tráng men. Riêng cái màu đen và màu đỏ thì bên ngoài nó được phủ một lớp men bóng để không bị pha màu và trài xước. Đấy, nhìn cái màu đen với màu đỏ rất đẹp. Tuy nhiên thì hai cái màu này giá nó sẽ cao hơn cái màu vàng. Cái màu vàng là cái màu khá thông dụng trên thị trường hiện nay luôn. Còn đây là phía bên trong. Phía bên trong thì nó cũng có một cái dây điện nguồn 2 chấu. Đây là gốm sứ cao cấp nhé các bạn. Gốm sứ cao cấp thì khi các bạn gõ vào nghe cái tiếng trong, chứ không phải nghe cái tiếng đục đây. Đấy, nghe cái tiếng rất là trong luôn. Đấy. Hai cái đèn báo này. Ấm này thì có chế độ két tự động nhé các bạn. Khi các bạn xét thuốc mà để quên thì đủ còn một chén nước á, nó sẽ ngắt tự động cho chúng ta khỏi sợ bị cháy. Còn cái thời gian mà các bạn xét thuốc là khoảng tầm 2 giờ, tùy vào cái lượng thuốc mà các bạn cho vào ấm nữa. Nói chung thì vừa ấm xét thuốc Fujika này thì các bạn lưu ý cho mình một điều là chỉ nên bỏ thuốc chiếm 2/3 ấm thôi nhé các bạn. Vì nếu đầy quá thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn về điện. Cho nên là chúng ta chỉ đỡ thuốc khoảng 2/3 là được rồi, tầm một thang thì mình nghĩ là ok. Khi xét thuốc thì các bạn nên đỡ những nơi bằng phẳng, như là trên bàn hoặc là dưới nền nhà, để nó chống trơn trượt đổ vỡ nhé các bạn. Bởi vì đây là ấm gốm sứ mà, không phải bằng nhựa hoặc là sắt thép gì, rơi xuống là không vỡ. Chứ đây là gốm sứ mà rơi xuống là vỡ liền. Tiếp theo là các bạn chú ý là không chạm tay vào ấm khi đang sắt, để tránh bị bỏng nhé các bạn. Nói chung với công suất lên đến 450W thì các bạn nghĩ ấm sẽ rất là nóng. Rồi, đây là ấm xét thuốc Fujika. Dung tích 3 lít, công suất là 450W. Chất liệu gốm sứ và có chế độ ngắt tự động, có đèn báo. Sản phẩm chính hãng, được bảo hành trên toàn quốc là 12 tháng. Nếu anh chị và các bạn nào muốn mua cái sản phẩm này thì mình có đợi cái link Shopee, Lazada ở phía dưới mô tả và bình luận. Anh chị và các bạn click vào đó tham khảo giá và mua. Hoặc anh chị và các bạn nào không biết mua trên đấy thì mình cứ đợi cái số Zalo chỗ này nè. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like đăng ký nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video và clip tiếp theo. Bye bye.